Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Lào Cai. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua trên địa bàn thị xã Sapa xuất hiện nhiều loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức mới, tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong chuyên mục hôm nay, xin chuyển tới quý vị và các đồng chí phóng sự góc khuất từ hai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thị xã Sapa để làm rõ hơn về những hành vi phạm tội của các loại đối tượng này. Trước hết, phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua sẽ mở đầu cho chuyên mục. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua công an tỉnh đã tổ chức lễ mừng công đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh. Dự lễ mừng công có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an. Trước đó, ngày 7 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã điều tra khám phá 1.895 vụ, bắt giữ 2.350 đối tượng, vật chứng thu giữ gồm hơn 378 kg heroin, gần 500.000 viên ma túy tổng hợp, 30 kg ma túy đá, hơn 11 kg thuốc viện, 241 xe mô tô, 13 xe ô tô, 379 điện thoại di động, 582 kíp nổ, 890 gram thuốc nổ và nhiều tài sản, vật chứng có liên quan. Với những kết quả đạt được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, mà còn là vinh dự của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020 và hướng tới Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lào Cai, ngày mùng 1 tháng 9 tại xã Bản Hồ, thị xã Sapa, đoàn đại biểu Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Thiếu tá Đào A Sường, Phó Đồn trưởng Công an thị xã Sapa. Thiếu tá Đào A Sường là cán bộ người dân tộc thiểu số đã công tác lâu năm tại địa bàn vùng cao Sapa, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, Bộ Công an và Công an tỉnh đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, trong đó 75 triệu đồng trích từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội và 25 triệu đồng trích từ nguồn vốn xã hội hóa và đóng góp, ủng hộ của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Ngôi nhà được khánh thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho đồng chí Thiếu tá Đào A Sường yên tâm công tác, ổn định cuộc sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức buổi tình nguyện hướng về cơ sở tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát. Phìn Ngan là một trong nhiều thôn có điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn của xã Trịnh Tường. Đặc biệt, cách đây 4 năm, nơi đây xảy ra vụ thảm án giết 4 người trong cùng một gia đình. Sau 25 ngày đêm đấu trí, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh phối hợp với quần chúng nhân dân đã bắt được đối tượng gây ra thảm án. Vì vậy, thôn Phìn Ngan trở thành nơi có nhiều ý nghĩa đối với ban chuyên án truy bắt đối tượng. Để chung tay góp sức, giúp đỡ cải thiện đời sống của bà con nhân dân thôn Phìn Ngan, Công an tỉnh tặng 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Hương Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lan Anh tặng 17 triệu đồng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tặng 37 nồi cơm điện và chăn ấm cho 17 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. Đặc biệt, đoàn công tác đã tổ chức đêm hội trăng rằm, vui Tết Trung Thu và tặng 72 suất quà cho các cháu nhỏ tại điểm trường mầm non và tiểu học thôn Phìn Ngan với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở của Công an tỉnh,
góp phần động viên tinh thần và cải thiện đời sống, giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã Sapa, số lượng tội phạm, đơn thư tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tục gia tăng với rất nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn mạo danh, làm giả con dấu, chữ ký của lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm tội. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về tình trạng này. Vào khoảng cuối năm 2019, khi đang là trưởng bộ phận công nghệ thông tin của công ty dịch vụ du lịch Cáp Treo Phan Xipang Sapa, Nguyễn Đức Hiếu đã tham gia kinh doanh tiền ảo Bitcoin trên mạng và bị thua lỗ, vay nợ của nhiều người với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Do bị chủ nợ thúc ép, bản thân không có khả năng trả nợ, nên đầu năm 2020, Hiếu đã tìm gặp anh Nguyễn Minh Sang, sinh năm 1987, trú tại tổ 5 phường Phan Xipang, thị xã Sapa, và anh Nguyễn Văn San, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, bịa ra thông tin về việc tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. Tập đoàn Sun Group sẽ có chính sách hỗ trợ, hoàn trả lại cho các đại lý tiền vé cáp treo. Do vậy, Nguyễn Đức Hiếu đã rủ anh Sang và anh San góp tiền để mua lại vé của các đại lý giá thấp hơn, từ 50 đến 100 nghìn đồng một vé so với giá công ty giao cho đại lý, để ăn chênh lệch. Do tin tưởng Hiếu là trưởng bộ phận công nghệ của công ty, nên anh Sang đã góp 370 triệu đồng và anh San đã góp 50 triệu đồng. Với thỏa thuận, tiền lãi sẽ chia đôi theo tỷ lệ 50-50. Vào khoảng cuối năm 2019 thì tôi có tham gia đầu tư vào cái tiền ảo Bitcoin. Sau đó thì cũng bị thua lỗ và tại thời điểm đó thì không có cách nào để trả nợ và nợ nần nhiều người. Đến đầu năm 2020 thì dụng cái việc quen biết giữa tôi với anh Sang. Sau đó thì tôi có nảy sinh ý định là lừa anh Sang để lấy tiền trả nợ. Sau khi phát hiện Hiếu đã xin nghỉ việc tại công ty du lịch dịch vụ Cáp Treo Phan Xipang Sapa và trốn về Hà Nội, hai nạn nhân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa để trình báo sự việc. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, công an thị xã Sapa đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Hiếu ra đầu thú. Trước đó, khoảng đầu năm 2020, Phùng Thị Diệu Hiền, sinh năm 1982, trú tại tổ 1, Vĩnh Điểm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là trưởng phòng hành chính nhân sự của khách sạn Kaka Sapa. Trong thời gian làm việc tại đây, Hiền được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo công ty cổ phần Kaka Sapa giao nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, để lừa dối qua mặt lãnh đạo công ty và tạo niềm tin rằng bản thân Hiền đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phùng Thị Diệu Hiền đã nảy ra ý định làm giả biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của khách sạn để chiếm đoạt số tiền 370 triệu đồng của công ty. Nghĩ là làm, Hiền đã lên mạng tìm được một số điện thoại, sau đó kết bạn Zalo với một người tên Hùng. Hùng đồng ý làm giả biên bản, con dấu và chữ ký theo ý của Hiền với giá 3 triệu đồng. Sau khi nhận được biên bản giả, Hiền đã hoàn thiện hồ sơ và nhận được 370 triệu đồng từ công ty để làm hồ sơ nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy cho khách sạn. Sau khi nhận được tờ biên bản nghiệm thu và thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, các lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Theo kết luận giám định cho thấy, chữ ký của thiếu tá Phạm Văn Tứ là bản photocopy, không đủ điều kiện để giám định. Hình tròn có nội dung phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lào Cai trên tài liệu không phải con dấu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lào Cai. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa đã ra quyết định số 52 khởi tố vụ án hình sự đối với bị can Phùng Thị Diệu Hiền về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Qua hai vụ án trên, chúng tôi thấy rằng là mọi công ty lữ hành cũng như là các dịch vụ du lịch và người dân luôn luôn phải nêu cao tinh thần cảnh giác đối với lại các cái thủ đoạn hoạt động phạm tội của các loại tội phạm và kịp thời phát hiện cũng như là tố giác các loại tội phạm, các loại đối tượng có nghi vấn mà hoạt động phạm tội đến cơ quan công an để kịp thời đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa để xử lý các đối tượng phạm tội trước pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.